Thưa quý vị, nếu như ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9, lượng khách tại ga Đà Nẵng và bến xe trung tâm thành phố tăng đột biến, nhiều doanh nghiệp phải tăng đầu xe để phục vụ khách, thì hôm nay, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, tại bến xe nhà ga Đà Nẵng đã vắng khách. Bến xe trung tâm phải điều động phương tiện đầu cuối hỗ trợ các tỉnh bạn giải tỏa khách về Đà Nẵng an toàn. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV trong ngày 4 tháng 9. Dịp lễ 2 tháng 9 năm nay, lượng khách đi đến các địa phương khác tăng đột biến. Các phương tiện mô tô, xe máy gửi lấp kín đầy sân bãi. Bến xe trung tâm Đà Nẵng đã được tăng cường thêm 40% đầu xe để phục vụ khách. Riêng hôm nay, những tuyến cố định liên tỉnh có cự ly gần từ Đà Nẵng đi Huế, Quảng Ngãi vắng khách. Phòng điều độ bến xe Đà Nẵng phải điều động thêm 6 xe tăng cường hỗ trợ các tỉnh bạn đưa khách về Đà Nẵng. Sáng nay thì bên tụi em không có phiên, cho nên là được sự điều động của bến, tụi em sẽ hỗ trợ ở Huế đi về, đón khách về cho nó khỏi ùn tắc khách ở Huế đi về. Thì tụi em cam kết rằng là không có bắt khách từ Đà Nẵng ra tới Huế, tụi em chạy một mạch đóng cửa lại, chạy tới Huế đi về. Đại diện bến xe cho biết trước khi tăng cường thêm xe từ đầu Đà Nẵng đến Huế và giải tỏa khách, bến xe trung tâm yêu cầu các nhà xe ký cam kết đi đúng lộ trình, không đón khách dọc đường, không tăng giá vé, thực hiện nghiêm nội quy bến bãi. Sau khi mà nghe được thông tin từ phía các nhà xe như các địa phương là có lượng khách cần có nhu cầu giải tỏa, thì về phía bến xe Đà Nẵng chúng tôi là chủ động liên hệ với bến xe các địa phương, đặc biệt là như tỉnh Thừa Thiên Huế, thì chúng tôi phối hợp với lại bến xe Thừa Thiên Huế. Cần có lượng xe thì chúng tôi mời lái xe vào, yêu cầu các lái xe viết cam kết, đồng thời là không đón nhóm khách dọc đường và đưa hành khách đi đến nơi về đến chỗ, hay là thu giá cước theo quy định. Mà khi có phản ảnh về thông tin hoặc là đưa xe ra quần đảo đón mất khách bên ngoài gây mất an ninh trật tự hoặc trật tự vận tải trên địa bàn, thì chúng tôi sẽ tiến hành đình phiên và yêu cầu lái xe viết cam kết các nội dung thực hiện. Tại ga Đà Nẵng, lượng khách đi và đến thành phố tăng cao, nên ngành đường sắt cho chạy thêm nhiều đoàn tàu từ Bắc Nam nói chung, đi và đến Đà Nẵng nói riêng để phục vụ hành khách. Bên cạnh đó, nhà ga đã tăng cường nhân lực để đón tiễn hành khách, đảm bảo an toàn, thuận lợi. Trong những ngày lễ này thì đường sắt là tăng cường một số đoàn tàu để đưa hành khách đi ga Đà Nẵng đi về các địa phương và các địa phương về ga Đà Nẵng. Về cái tình hình an ninh trật tự của ga Đà Nẵng rất là đảm bảo. Vấn đề các phương tiện đánh đón tiễn khách là rất là an toàn.